Kiến thức thú vị, trân trọng giới thiệu đơn vị đồng hành Hoàng Hà Mobile. Mua sắm các thiết bị công nghệ chính hãng, giá tốt nhất, hỗ trợ trả góp 0%. Tới ngay hơn 120 chi nhánh Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc. Xin chào! Singapore đã giàu với tốc độ khủng khiếp khiến thế giới kinh ngạc. Vậy họ đã làm điều đó như thế nào? Việt Nam có học hỏi được gì không? Hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé! Có thể các bạn ít biết, năm 1963, Singapore đã cùng Malaysia và hai thực thể khác thành lập một liên minh chính trị và kinh tế. Liên minh này không phải là một quốc gia, nhưng có chính phủ chung. Tuy nhiên, liên bang chỉ tồn tại được trong 2 năm do những bất đồng về chính sách kinh tế, dân tộc và chính trị giữa Singapore và Malaysia. Sau đó, có những cuộc bạo loạn chủng tộc và những cuộc đàm phán thất bại. Cuối cùng, Singapore đã bị đuổi khỏi liên bang và trở thành một quốc gia độc lập. Singapore là một quốc gia nhỏ bé và nghèo khi tuyên bố độc lập vào năm 1965. Tuy nhiên, trong vòng hơn nửa thế kỷ, nó đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển và giàu có nhất trên thế giới. Điều gì đã giúp Singapore đạt được những thành công kinh tế như vậy? Có 5 lý do chính như sau. Cái đầu tiên chắc chắn phải kể đến là vị thủ lĩnh tài ba. Singapore đã may mắn có được những người lãnh đạo có năng lực và tầm nhìn, đặc biệt là ông Lý Quang Diệu, người được coi là cha đẻ của Singapore hiện đại. Nói về Lý Quang Diệu, ông này là một luật sư và là thủ tướng đầu tiên của Singapore tới 41 năm, từ năm 59 đến năm 90. Lý Quang Diệu có nhiều tài năng và kỹ năng trong nhiều lĩnh vực như luật, kinh tế, quốc phòng, ngoại giao và quản lý. Ông cũng có khả năng giao tiếp tốt bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Mã Lai và tiếng Tamil. Ông đã nhận được sự yêu quý và có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới. Dưới tay ông, Singapore đã từ một quốc gia nghèo khó trở thành một quốc gia giàu có và phát triển nhất Đông Nam Á. Để có được thành tích như vậy thì ông thủ tướng này đã phải đưa ra những quyết sách rất liều lĩnh, nhưng trong đó người ta thấy nó thật sáng suốt và linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh và thời điểm của Singapore. Ví dụ như ông Lý Quang Diệu đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết, đó là tách Singapore khỏi Malaysia vào năm 1965 khi ông nhận ra rằng sự hợp nhất không còn phù hợp với Singapore. Hay ông cũng đã áp đặt những mô hình kinh tế thành công của các nước phát triển như Nhật Bản, Đức và Thụy Sĩ vào hoàn cảnh cụ thể của Singapore, trong khi không ràng buộc bởi những chủ nghĩa hay ý tưởng cố định. Thứ hai là Singapore đã giàu lên nhờ một phần rất quan trọng, đó là biết tận dụng vị trí chiến lược và cảng biển tự nhiên. Singapore nằm ở cửa ngõ eo biển Malacca, nơi có khoảng 40% lượng hàng hải thương mại của thế giới đi qua. Nó là một trong những trung tâm thương mại quan trọng từ thế kỷ 14 và quan trọng hơn vào thế kỷ 19 khi là thuộc địa của Anh. Bây giờ thì nó nằm ở trung tâm của một trong những khu vực đầy sinh lực nhất thế giới. Với những lợi thế của mình, Singapore đã phát triển thành một trung tâm thương mại quốc tế và khu vực, thu hút hàng triệu tấn hàng hóa và hàng triệu du khách mỗi năm. Singapore có một trong những cảng biển lớn nhất thế giới và hiện đại nhất thế giới, với khả năng xử lý đến 30 triệu container hàng năm. Singapore cũng là một trung tâm hàng không quốc tế và khu vực, với sân bay Changi được bầu chọn là sân bay tốt nhất trên thế giới. Điều thứ ba giúp Singapore giàu nhanh như ngày hôm nay chính là chính sách đúng đắn khi mở cửa quốc gia để thu hút đầu tư từ nước ngoài. Dưới sự lãnh đạo của ông Lý Quang Diệu, Singapore đã chào đón rất nồng nhiệt các doanh nghiệp từ nước ngoài. Các công ty đa quốc gia đã tìm thấy ở Singapore cơ hội phát triển và lợi nhuận rất lớn. Singapore đã tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài bằng cách cung cấp các ưu đãi về thuế, hỗ trợ tài chính, bảo vệ sở hữu trí tuệ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Chứ đến một đất nước mà xin thủ tục mở công ty mất mấy tháng không được thì ai dám đến. Singapore hiện là quốc gia có số lượng công ty đa quốc gia cao nhất thế giới tính theo đầu người, với hơn 7.000 công ty đa quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực như điện tử, dược phẩm, dầu khí và dịch vụ tài chính. Thứ tư là quản lý ngân sách hiệu quả, không lãng phí, không tham nhũng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Singapore duy trì được sự ổn định và bền vững về kinh tế. Singapore đã tuân thủ các nguyên tắc ngân sách cân bằng hoặc dư thừa trong hầu hết các năm. Nghĩa là ông chi tiêu cái gì thì tiêu, dùng cái gì thì dùng, nhưng không được vượt quá thu nhập. Chứ các bạn thấy, nhà nào mà cứ vay tiền để chi tiêu, tiêu nhiều hơn lương thì khó mà ổn định được cuộc sống. Nhờ kiểm soát tiền chặt chẽ,
Điều này đã giúp Singapore tránh được việc phải vay nợ công hoặc in tiền gây lạm phát. Singapore cũng đã chi tiêu hiệu quả cho các dịch vụ xã hội như nhà ở, giáo dục và y tế. Do vậy, Singapore đã tích lũy được một khoản dự trữ lớn để đối phó với khủng hoảng xảy ra, hoặc sẵn tiền để chớp lấy cơ hội đầu tư nếu có. Singapore cũng đã thành lập các quỹ quốc gia như Temasek và GIC để quản lý tài sản một cách hiệu quả và đa dạng hóa nguồn thu. Và cuối cùng là đầu tư vào giáo dục và nghiên cứu khoa học. Các bạn thấy, suy cho cùng, kể cả có giàu sẵn mà không giỏi thì chắc gì đã giữ được những đồng tiền của cha bố để lại. Chứ huống gì đang nghèo mà muốn làm giàu thì lại càng phải học hỏi nhiều. Chính vì vậy, Singapore luôn có một tâm thế tiên tiến về khoa học, sáng tạo và kinh doanh. Ví dụ, Singapore đã bỏ ra rất nhiều ngân sách cho khoa học, sáng tạo để phát triển những giải pháp mới mạnh mẽ và đảm bảo sự tăng trưởng bền vững. Singapore đã xây dựng các trung tâm khoa học hàng đầu thế giới cho các lĩnh vực như sinh học, công nghệ nano, vật liệu và năng lượng. Singapore cũng đã thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, các viện khoa học, các trường đại học và các doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ và thương mại hóa những phát minh. Như vậy, chúng ta thấy Singapore là một ví dụ điển hình về cách một quốc gia có thể vượt qua những khó khăn ban đầu để đạt được sự phát triển về kinh tế bền vững. Năm lý do chính là có một lãnh đạo mạnh mẽ và thực dụng, tận dụng được vị trí chiến lược và cảng biển tự nhiên, mở cửa quốc gia để thu hút đầu tư nước ngoài từ các công ty đa quốc gia, quản lý ngân sách và chi tiêu cẩn thận, chống tham nhũng, chống lãng phí, và cuối cùng là đầu tư cho giáo dục và nghiên cứu. Đây là những điều mà Việt Nam hoàn toàn có thể học được. Hy vọng trong tương lai, Việt Nam cũng sẽ trở thành cường quốc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.